rồi tiếp theo nhé, tiếp theo thì đến phần liên quan đến gọi là SQL và blql thì sẽ giới thiệu nhanh cho mọi người một chút. cái SQL thì uh, mọi người sẽ học bằng cách như này này, vào web anh nhá, thì tất cả những cái liên quan đến SQL thì thầy đã để sẵn đây rồi. Uh, nếu là sửa mà cái một cái một cái um, một cái bảng nào đó mà mọi người chưa có nhá thì mọi người có thể lấy sẵn các cái bảng ở đây nhá. Ví dụ như cái bảng mà đây thầy có sẵn các cái các cái bảng ở đây rồi. Chi tiết các cái bảng như nào rồi và insert dữ liệu sẵn vào rồi. Thì lấy dữ liệu về xong rồi làm test nhá. Nếu mà sử HR chưa có nhá. Rồi um, cái câu lệnh của mình thì suy cho cùng nó sẽ tập trung nhiều vào những cái lệnh như này này. Select from where order by join toán tử group by insert update delete các cái khác thì mọi người tìm hiểu thêm nhé clip bảng group bảng enter nó nhiều lắm thì trong nội dung này nó là cả một khóa học cơ thì đây thầy đã viết sẵn chọn lọc những cái thằng cần thiết nhất à, trong cái select mọi người cần chú ý này à, tạo tạo bảng này insert dữ liệu vào này ví dụ select sao from que order by có dữ liệu mọi người có thể chạy thử trên các cái lap thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn à, hai bảng với nhau soi với nhau theo điều kiện đi bắt thầm là đi hoặc là lựa chọn một cái cột nào đó hoặc là theo một cái bí danh ở đó nhé hoặc là theo bí danh của bảng hoặc là một cái hàm dùng một cái hàm nào đó trong select hay dùng một cái biểu thức nào đó hoặc là một cái truy vấn gọi là truy vấn vô hướng tức là mình chọn hai cột này ra nhé nhưng mà cái cột thứ ba ấy, thì mình lại lấy từ cái một cái bảng khác lấy từ bảng khác nhé bảng bảng này bảng employee này đấy lấy đây thì cột này trên gọi em em cao tức là số lượng của, của bản ghi tức là gọi truy vật vô hướng tức là lấy một cái uh, một cái câu select khác nằm trong cái một cái trường này thì nó hiển thị ra thông tin hoặc dùng phép roi đấy là nó select nhá uh, tiếp theo mình đề from thì nó có nhiều kiểu uh, thêm dữ liệu vào này select form for where thì nó đơn giản này nè à, roi với nhau hai bảng join với nhau này thì không có gì này select form cũng hai bảng join với nhau ở đây có form ở đây nó có một cái lưu ý này trong form này thì nó là một cái một cái biểu thức roi hai hai bảng với nhau đấy order thì cái này cũng là cái lạ mọi người là chú ý hoặc là mệnh đề quit select cái này xong rồi lại select cái này, này. hoặc là cái vùng view mình có thể tạo các view để nó hiển thị một phần của thông tin ấy hoàn thành một cái bảng hoặc là nó làm do hai ba bảng với nhau đấy thì mình tạo một cái view để cho nó truy xuất cho nhanh đấy là liên quan đến form này que que thì nhiều kiểu sẽ lấy liệu này que cái um, rồi, điều kiện join này que cái đi bắt mình đi này que xani này lớn hơn nhỏ hơn bằng lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng vân vân hoặc là in tức là trong cái điều kiện này đi bắt này đi nếu bằng 10 hoặc là 20 thì nhận nhặt ra hoặc nó in cũng thế hoặc là exit tồn tại một giá trị hoặc là không tồn tại giá trị nào trong cái câu lệnh này đấy hoặc là điều kiện uh, giữa hai cái điều kiện 20 40 hoặc là không giữa hai điều kiện 20 40 hoặc là like một cái 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 phần trăm ở đó đấy like một phần trăm ví dụ là có cái tự là o là bắt đầu nó hiển thị ra hết đúng không ví dụ như là đi bắt thì mình nêm à không 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 có chữ o đi search là sale không có chữ o hoặc là o điều kiện này hoặc điều kiện này đấy đấy là liên quan đến phần que uh, where còn phần order by thì có nghĩa là sắp xếp theo thứ tự sắp xếp thứ tự ví dụ sắp xếp theo tên bởi vì thông thường là nếu không kết quả ra nó rất là rộn thì mình có thể là sắp xếp theo một cái điều kiện ở đó theo một cột ở đó hoặc là hai cột ở đó nhé à, tiếp theo join là cái mà cũng khá phức tạp khi viết thì mọi người phải chú ý về join này à, tạo các bảng này join thì nó có nhiều kiểu nhá join inner join thì nó chỉ lấy phần này cho phần chung nhau thôi công lệnh join bằng cách là hai bảng với nhau trong là điều kiện là join với nhau này tiếp theo là lép join thì lấy toàn bộ phần bên trái này đấy câu lệnh của nó lép join tiếp theo là right join lấy toàn bộ thằng bên phải câu lệnh của nó là right join full join lấy toàn bộ nhé cross join thì nghĩa là tích chéo kết tích các với nhau thì lấy với mỗi một cái dòng ở này nó lại nó lại, nó lại lấy tất cả các cái giá trị của của, của các cái dòng của thằng bên phải nó hiển thị ra cái kết quả thằng này thì join với nhau thì nó hơi lợi, hơi nhiều và dòi tự nhiên thì cũng tương tự như kiểu này inner dòi thôi. Cũng tương tự như kiểu inner joy. à, Tiếp theo các cái phép tử mà mình à, cũng hay dùng là union. Union. All. Union với union all nó khác nhau ở cái. Đó là cái union nó không lọc cái giá trị trùng. Còn union nó lọc cái giá trị trùng. À, do đó union all nó nhanh hơn. Khi những bảng to thì mình hay dùng cái union all này. À, tiếp theo là intersect thì nó sẽ lấy tất cả các dịch, uh, cái trị tiên mực bởi cái cái truy vấn đó. Uh, minus là thằng uh, thằng này có uh, có cái bản ghi đó mà thằng này không có thì hiển thị ra. Sau đó order by vật. Uh, đôi lúc là mình muốn group uh, dữ liệu hoặc là sau đó một group xong là mình có thể là một cái điều kiện nào đó thì sau đó mình sẽ dùng cái cái having nhé để mình so sánh ví dụ như là sau khi group xong thì tất cả những cái giá trị mà mà nó em đây cao là lớn hơn 50 mươi chẳng thế thì mình mới lấy ra chẳng thế thì mình dùng thêm having nữa đây group by theo bí thì mình đi này ví dụ như phòng ban này có bao nhiêu nhân viên trung bình nhân viên bao nhiêu tổng lương bao nhiêu đấy có thể roi với nhau cũng được hoặc sau khi mình rút xong nhá mình sẽ cao tất cả những cái nào mà có cái ID lớn hơn một thì mình lấy ra thôi còn nhỏ hơn một thì không lấy à, insert thì nếu insert into value thì đơn giản thôi không có gì cả là có lệnh basic còn nhiều trường hợp mình sẽ insert cái uh, insert value này à, có thể insert vào cả view nhé tạo view thì mình insert vào view cũng được nhé hoặc là insert vào cái này insert vào một cái 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 bên trong này Còn đây, một cái nhóm này bên trong này tức là một cái câu lệnh select này nhá xong rồi giá trị này cũng được nhé đấy hoặc là insert ở bảng này nhưng mà mình select một bảng khác cũng được nhé vẫn được nhé cái này thì cũng là câu lệnh mà cũng hay dùng đấy mọi người chú ý cái phần đấy làm lát nhiều một chút thì mọi người sẽ hiểu được rõ hơn rồi update cũng tương tự, tự thế, update về insert cũng tương tự, tự nhau. À, nó cũng có các cái loại hình thức là update bảng bảng này xong set giá trị này. Xong là update set ở where này. Hoặc là update set where này, update qua view cũng được này. Hoặc là update qua một cái sub query ở đây nhá, xong set giá trị vào. Cũng được nhá. Update mark biết update update mà không có giá trị nào này. Vân vân, rồi. À, có cái delete với trang kết thì còn khác nhau một chút nhỉ delete có nghĩa là nó xóa có thể nó ghi nó đẩy ra cai hoặc là nếu cái bảng đến lâu cái lốc lâu lốc thì nó không đẩy ra lốc dinh còn trang kết thì xóa xua luôn luôn nó nhanh mọi người cần chú ý giữa hai cái phương pháp này nhé thì cái phần liên quan đến uh, sql thì uh, chắc thì thôi trong sql này thì nó có thêm cả phần psql nữa thì ai cần tìm hiểu thêm thì sẽ thì hiểu phần này nhé thầy nói nhanh một chút các biết thì có các phép toán giống như kiểu mình nhập sinh ấy, các phép toán cơ bản rồi tiếp theo là các yếu tố cơ bản uh, trong nó ví dụ khai báo bằng uh, các cái toán tử lớn hơn nhỏ hơn vân vân uh, rồi tiếp theo là các cách tổ chức dữ liệu các thể tổ chức dữ liệu bình thường ví dụ như kiểu ký tự kiểu số kiểu con trỏ kiểu ba cha vân vân rồi các cái, cái tiếp theo là cấu trúc điều khiển ngôn ngữ trình nào cũng có mà if then else where for while vân vân rồi tiếp theo nữa là mình đã có các thành phần này rồi bắt đầu mình biết các cái thủ tục là các cái thủ tục này các declare begin end này các cái hàm function các package rồi sau khi đó là mình sẽ kiểm tra xem là vào ra dữ liệu như nào rồi các cái ngoại lệ như nào thì mình sẽ có PIP cơ bản đây thì đây thì viết sẵn những cái 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 những cái bài đây ví dụ một cái bài này nhá bài này đi thì cái chương trình mà gọi là anonymous thì nó đi declare khai báo các biến này begin end này đi begin, begin end, này các cái thủ tục thủ tục là còn không có gì trả về một cái vòng lặp loop insert gì đó vào xong đó là một cái hàm cũng là một cái đây là một cái gì đây một các cái tay tai kích vào que select rồi khi có exception giả sử no file thì bắt đầu trả về luôn hoặc chuyện này gọi hàm gọi tốt package là tập hợp những cái procedure uh, function thôi. đấy liên quan đến cái phần SQL và VQL thì nói ra nhà mọi người